Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2012, Hội nông dân xã Hùng An phối hợp cùng với Đoàn nghệ thuật Hương Quê của Đoàn nhạc sống Hùng An toàn nhu a.com long trọng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Hùng An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012-2017. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc đêm giao lưu văn nghệ chúng ta thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn giọng ca của nam ca sĩ Lâm.
Các vị khách quý.